Nghệ sĩ Phương Tần, chủ nhiệm đoàn phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, qua đời vì ung thư. Dù được bạn bè ủng hộ giúp đỡ để điều trị bệnh ung thư, nhưng nghệ sĩ Phương Tần đã không qua khỏi. Showbiz Việt đón thêm tin buồn khi nghệ sĩ Phương Tần, chủ nhiệm đoàn phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, đã qua đời vào 2 giờ sáng ngày 8 tháng 6 tại nhà riêng ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, nghệ sĩ Phương Tần phát hiện mình bị ung thư cách đây 3 năm. Ông đã điều trị và căn bệnh cũng chuyển biến tích cực. Khi sức khỏe đỡ hơn phần nào, ông đã đi làm lại bình thường. Đến cuối năm 2018, bệnh tình của ông đã có dấu hiệu di căn. Còn nhớ cách đây vài ngày, nghệ sĩ Hồng Vân cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng đã chia sẻ về tình hình bệnh tật của nghệ sĩ Phương Tần và kêu gọi anh chị em nghệ sĩ ủng hộ. Và tiếp theo, nghệ sĩ Hồng Vân ủng hộ 10 triệu cho chủ nhiệm phim Gạo Nếp Gạo Tẻ bị ung thư đại tràng. Hồng Vân cảm thấy xót xa trước hình ảnh của Phương Tần, chủ nhiệm phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ, thương gửi nhà Gạo Nếp Gạo Tẻ. Đây là Phương Tần, chủ nhiệm phim của mình đó. Vân phải nói rỡ như vậy vì sợ mọi người không nhận ra. Ba tấm hình là của ba ngày khác nhau, nhưng rất gần nhau, xót quá. Gia đình Gạo của mình đồng hành cùng nhau gần 2 năm rồi. Mọi người thân thiết như ruột thịt, ăn ở chừng ấy thời gian là bạn ấy sắp xếp cho đàn. Sau phim, gần như tất cả diễn viên chúng ta đều nhận được rất nhiều về mọi thứ. Còn bạn ấy lại vướng vào căn bệnh ung thư đại tràng, đứt ruột, nghề chủ nhiệm, bất lực với kinh phí chạy chữa. Vân chỉ dám kêu gọi các bạn trong ekip nhà Gạo Nếp Gạo Tẻ thôi. Hãy giúp bạn ấy trong khả năng của mình. Vân đang ở xa không trực tiếp gặp Tần, nhưng cùng xin nhờ Hào, chủ nhiệm của Sống Trọ 3D, mang đến gửi Tần 10 triệu. Nhà Gạo ơi! Chúc Tần vượt qua được nạn kiếp này.